tất cả chư phật lìa các hoặc thế gian rốt giáo thanh tịnh tất cả chư phật trang nghiêm cõi nước rốt giáo thanh tịnh tất cả chư Phật có quyến thuộc rốt giáo thanh tịnh, tất cả chư Phật có chủng tộc rốt giáo thanh tịnh, tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt rốt giáo thanh tịnh, tất cả chư Phật pháp thân không nhiễm rốt giáo thanh tịnh, tất cả chư Phật trí nhất thiết trí không có chướng ngại rốt giáo thanh tịnh, tất cả chư Phật giải thoát tự tại việc làm đã làm xong, đến được bờ bên kia rốt giáo thanh tịnh, đó là 10 phật tử chư phật thế tôn ở tại tất cả thế giới tất cả thời có mười thứ phật sự những gì là mười một là nếu có chúng sinh chuyên tâm nghĩ nhớ đến phật thì phật sẽ hiện ra ở trước họ hai là nếu có chúng sinh tâm chẳng điều thuận phật liền vì họ nói pháp ba là nếu có chúng sinh sinh tâm tin thanh tịnh thì phật sẽ khiến cho họ đắc được vô lượng căn lành bốn là nếu có chúng sinh hay vào pháp vị thì đều hiện chứng thầy đều biết rõ năm là giáo hóa chúng sinh không có nhà mỏi sáu là đến các cõi phật đến đi vô ngại bảy là đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sinh tám là hiện thân biến hóa luôn chẳng đoạn tuyệt chín là thần thông tự tại chưa từng ngừng nghỉ mười là an trụ pháp giới hay quán sát khắp đó là mười Phật tử chư Phật Thế tôn có mười pháp biển trí vô tận những gì là mười đó là tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận vô biên pháp thân, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận vô lượng Phật sự, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận cảnh giới Phật nhãn, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận vô lượng vô số căn lành không thể nghĩ bàn, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận khắp mưa tất cả diệu pháp cam lồ, tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận khen công đức của Phật. Tất cả chư Phật pháp biển trí vô tận thuở xưa tu đủ thứ hạnh nguyện tất cả chư phật pháp biển trí vô tận suốt thuở vị lai luôn làm phật sự tất cả chư phật pháp biển trí vô tận biết rõ tất cả tâm hạnh của tất cả chúng sinh tất cả chư phật pháp biển trí vô tận phước trí trang nghiêm không ai có thể hơn được